Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông hay án mạng trên sông Nin có thể nói là hai trong số nhiều vụ án hấp dẫn và cuốn hút nhất của nhà văn Agatha Christie về thám tử đại tài Hercule Poirot đã được chuyển thể lên màn bạc. Và sau sự thành công ấn tượng từ hai phần phim trước, phần 3 với tiêu đề có phần hơi xa lạ đó là A Hunting in Venice cũng đã được ra mắt với nhiều điều thú vị ẩn sau đó. Vậy để cùng tìm hiểu xem phim có gì hay và hấp dẫn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với World Trade Movie. Ngay bây giờ sẽ là bài review của chúng mình về án mạng ở Venice. Let's go! Phim tiếp tục là câu chuyện về thám tử lừng danh Hercule Poirot, nhưng lần này ta được thấy một hình ảnh khá là khác từ vị thám tử người Bỉ này. Đó là thay vì lao đầu ngay vào các vụ án, thì Hercule giờ đây lại thu mình lại tại nước Ý yên bình để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Đó là cho đến khi ông gặp lại được nhà văn nổi tiếng Ariadne Oliver, cũng như là người bạn cũ của mình, người đã từng vang danh nhờ viết về khả năng phá án của ông. Lần gặp lại này thì Ariadne Oliver có thể giúp mình tìm cho ra được lời giải đằng sau một nhà ngoại cảm có tên là George Reynolds, người đã được mời đến nhà của bà Rowena Drake để thực hiện một buổi cầu hôn, hòng gọi người con gái đã khuất về một ngôi nhà bị đồn đoán là bị ma ám nổi tiếng nhất nước Ý. Vậy rốt cuộc sự thật đằng sau vụ việc này là gì? George liệu có phải là một nhà ngoại cảm đích thực hay không, hay chỉ là trò bị bợm lừa đảo? Ai sẽ là người mất mạng tại ngôi nhà quỷ quyệt này và ai sẽ là hung thủ? Sự thật đằng sau vụ án này là như thế nào? Các bạn hãy tự ra rạp để tìm ra câu trả lời nhé. Vì đây là bài review chứ không phải là tóm tắt phim. Điều hấp dẫn và ly kỳ nhất mà A Hunting in Venice đã xây dựng lên được đó chính là sự kết hợp vô cùng thú vị giữa hai thể loại trinh thám và kinh dị vào với nhau. Một bên thì là thể loại đề cao sự logic, thực tế và buộc phải có cơ sở để người xem dựa vào. Một bên thì thuộc về phạm trù tâm linh, những điều mê tín và chưa được xác minh một cách rõ ràng ở ngoài đời thực, bất chấp những rào cản, sự đối lập và mâu thuẫn giữa hai thể loại ấy. Kenneth Branagh là người đã hiểu quá rõ bộ phim của mình khi đây đã là lần thứ 3 ông cầm trịch dự án cũng như sóng vai chính, đã xây dựng nên 103 phút đồng hồ vô cùng thuyết phục với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Với tiền đề và điều cốt lõi là một bộ phim trinh thám, vì đạo diễn sinh năm 60 đã pha trộn một cách thật tài tình những gia vị mới vào trong câu chuyện lần này của A Hunting in Venice. Hơn một nửa thời lượng của phim thì Kenneth Branagh đã thực sự khiến chúng mình tin vào yếu tố tâm linh là có tồn tại trong bộ phim trinh thám lần này. Mọi thứ đã đan xen rất hài hòa và hợp lý để không chỉ đánh lừa người xem mà còn đánh lừa cả chính những nhân vật chính của phim là thám tử Hercule Poirot. Và khác với hai lần trước, khi vị thám tử đại tài của ta luôn là người nắm đằng chuồi và nắm chắc tất cả các sự kiện, A Hunting in Venice đã đem đến một Hercule Poirot rất khác để đổi mới cho tác phẩm lần này của mình. Theo dõi phim, ta thấy được trên màn ảnh đó là một Hercule Poirot cảm tính và lắng nghe mọi thứ nhiều hơn, chứ không chỉ chú tâm vào duy nhất sự logic và luồng suy nghĩ lý tính của mình. Đương nhiên là sự hài hước và dí dỏm của vị thám tử người Bỉ này cũng không bị bỏ quên khi mà giữa một bầu không khí đang được đẩy lên căng thẳng nhất. Những câu đùa phù hợp đã góp phần lớn trong việc khiến cho khán giả dễ chịu hơn, cùng với nhân vật chính tiếp tục suy luận về thủ phạm thực sự đứng đằng sau vụ việc này. Bầu không khí, bối cảnh và màu phim cũng là một trong những điều đặc trưng đã góp phần tạo nên được sự thành công cho A Hunting in Venice. Ngay khi sự căng thẳng được tăng cao khi nạn nhân đầu tiên đã ngã xuống, yếu tố kinh dị của phim như có đất dụng võ để phát huy tác dụng và tạo nên được một bối cảnh cực kỳ độc đáo mà khó có thể tìm thấy được trong bất kỳ bộ phim kinh dị nào khác. Sự trầm lắng, yên ắng và đầy ma mị trong suốt thời lượng của phim là điều dễ dàng nhận ra nhất khi theo dõi bộ phim lần này. Mọi thứ được xây dựng quanh vụ án như là một chất xúc tác cần thiết để gia tăng sự sợ hãi của người xem, thay vì chỉ là những cảm giác hồi hộp khi tay sát nhân cứ liên tục gây án. Cái hay của thương hiệu phim về thám tử Hercule Poirot đó chính là bối cảnh và phần phim này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng khác với phần phim đầu tiên, khi bối cảnh chỉ gói gọn trong một không gian không thể thoát ra được, đó chính là chuyến tàu tốc hành Phương Đông và con tàu trên sông Nin, thì trong án mạng ở Venice, tòa dinh thự của bà Rowena Drake cũng được dựng lên một cách cực kỳ chỉn chu và mang một tông màu rất đặc trưng. Hơi tiếc một chút cho phim là không được ra mắt đúng kịp dịp lễ Halloween, vì mọi thứ trong phim, đặc biệt là màu sắc, khi hai màu đen và cam luôn chiếm chủ đạo. Phim cũng có những hành lang tối tăm, những căn hầm chật hẹp bí mật và trên hết là một số cảnh jump scare ấn tượng đủ để gia tăng sự kịch tính. Nói chung là A Hunting in Venice hội tụ rất nhiều yếu tố của một phim kinh dị, mà đáng lý đây là bộ phim sẽ hot nhất vào dịp lễ Halloween cuối tháng sau. Vừa rồi chúng mình cũng nói khá nhiều về mảng kinh dị rồi, còn về yếu tố trinh thám thì sao? Liệu A Hunting in Venice có thể thách thức bộ não của người xem hay không? Sau hơn 15 phút đầu tiên dành để kể về lời nguyền đang đeo bám dinh thự của bà Rowena Drake cũng như giới thiệu về nhà ngoại cảm Joyce Reynolds. Sau màn vạch mặt của Hercule Poirot dành cho bà đồng Joyce, một vụ án đã xảy ra và từ đây bánh răng phá án của Hercule đã quay trở lại. Và từ thời điểm này, phim đã ngay lập tức trở về với thể loại trinh thám quen thuộc. Từng manh mối của phim đã dần dần được sâu chuỗi một cách cực kỳ hợp lý và thú vị. Sự thú vị mà chúng mình đề cập đến ở đây đó chính là các chi tiết kinh dị đã có phần lớn trong việc giúp thám tử Hercule Poirot phá án. Chính vì những sự tác động không rõ ràng đó,
phim đã đặt ra một dấu hỏi vô cùng lớn dành cho thám tử Hercule Poirot lẫn người xem chúng ta. Đó là liệu ma quỷ có thực sự tồn tại hay không? Hay chính sự ích kỷ của loài người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ? Nói về điểm trừ trong cách phá án, thì theo chúng mình, phim đã tạo điều kiện nhiều hơn mức cần thiết để người xem có thể dễ dàng loại trừ ra các nghi phạm để tìm ra được thủ phạm thực sự đứng đằng sau mọi việc. Song, nói vậy thì cũng có phần hơi chủ quan, bởi lý do đằng sau vụ gây án quá là rõ ràng trên màn ảnh. Đó chính là việc đạo diễn Kenneth Branagh đã trao nhiều đất diễn cho dàn diễn viên để khiến cho các nhân vật xung quanh vụ án trở nên đáng nhớ hơn hẳn bộ phim gần nhất là Án mạng trên sông Nin. Bắt đầu với người chủ của căn biệt thự là bà Rowena Drake của Kelly Reilly. Bà là người có quá khứ gắn liền nhất với lời nguyền trong di thự này. Khi con gái của bà là Alicia đã tự sát, mà theo như lời của bà khai, thì cô đã nghe thấy những âm thanh quái lạ trong căn nhà. Đến người quản gia cẩn mẫn như Olga Siminoff hay bác sĩ 50 sắc thái Leslie Ferrier, cả hai cũng có sự liên hệ mật thiết khi là những người gần gũi với Alicia ngay lúc cô lâm bệnh nặng. Người chồng cũ phụ bạc Maxim Gerard của Kyle Allen tưởng chừng là người có động cơ mạnh mẽ nhất nhưng cũng được trao cho một câu chuyện đủ lôi cuốn người xem. Đặc biệt nhất là lần này, cặp đôi bạn thân của Hercule Poirot là vị sĩ Vitaly Porfolio và nhà văn Ariadne Oliver cũng đã bất ngờ lọt vào trong phòng nghi phạm. Và đương nhiên là ta không thể không nhắc đến nhà ngoại cảm Joyce Reynolds của nữ diễn viên Oscar Dương Tử Quỳnh, người đã có những tác động đủ lớn không kém cạnh gì người con quá cố Alicia trong bộ phim lần này. Đứng trước quá nhiều nhân vật mà ai ai cũng có quá khứ và động cơ rõ ràng để gây án. Tưởng chừng như Haunting in Venice sẽ là một bộ phim thực sự đánh đố người xem về mọi mặt, khi mà chỉ việc xác định xem căn nhà này có ma hay không cũng đã đủ để khiến cho chúng ta phải đau đầu. Nhưng hơi tiếc là trước khi Hercule Poirot kịp điểm mặt thủ phạm, thì phim đã phần nào đó vạch trần quá khứ của từng người và chắc chắn rằng bạn cũng sẽ dễ dàng đoán ra được kẻ thù ác trong vụ việc lần này. Nhưng đổi lại, A Haunting in Venice cũng đã tạo ra được những giây phút lắng đọng đầy ý nghĩa, không kém cạnh gì cảnh Hercule Poirot vạch mặt tất cả các thành viên trên con tàu tốc hành phương Đông năm nào. Tóm lại thì A Haunting in Venice đã làm được một việc tưởng chừng như là vô cùng khó và bất khả thi, đó là kết hợp và làm tốt ở cả hai thể loại trinh thám và tâm linh. Cái hay của đạo diễn kiêm diễn viên chính của phim là Kenneth Branagh đó chính là biến khía cạnh bên trong thể loại này trở thành điều kiện cần để phát triển thể loại kia và ngược lại. Cộng thêm với đó là dàn sao đầy thực lực mà bộ phim sở hữu. Mà mình xin phép được tiết lộ một chút là nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra một thủ thuật mà Kenneth Branagh đã thực hiện qua cả 3 phần phim để biến ông trở thành ngôi sao duy nhất và sáng nhất trong chuyên mục phá án lần này. Vậy nên, với tất cả những trải nghiệm khá tuyệt vời và mới mẻ xuyên suốt hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thì 7,5 trên 10 là số điểm mà Way to a Movie chúng mình dành cho Án mạng ở Venice. Có các bạn thì sao? Mọi người có suy nghĩ gì về phim và phải mất bao lâu thì các bạn mới đoán ra được thủ phạm trong bộ phim lần này của thám tử đại tài Hercule Poirot? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần bình luận. Đừng quên subscribe cho kênh cùng nốt chuông bên cạnh, vì rất có thể nếu bộ phim được hưởng ứng, một video tóm tắt giải mã của cả 3 bộ phim này sẽ được lên sóng trên Way to a Movie chúng mình đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và sẽ gặp lại trong những video lần tới. Way to Wear Out.